nha, 8.000 6 cái. 8.000 kit. 8.000 kit 6 cái. Gọn ha, vô cái lá gọn luôn. Giòn heo, móng heo nha. Rau, nấm, tự chọn. Barbecue, đều đủ đây. À, cái gói đậu đủ này là 30 bạc nha. Bao gồm gói đậu đủ nè. Ok, ớt nè. Mắm nè. Đường nè. Bột ngọt, đường nè. Dẻ mắm ra. Ở Thái Lan người ta còn bỏ ba khí vô nha các bạn. Bỏ nguyên con ba khí vô và giả nữa. Bỏ cà vô, cà sống nha. Mắm sống, cà sống, cà chua sống, tất cả đều sống hết. Chua sống luôn. Nói chung là chỉ có cà chua sống và cà này là cà pháo các bạn, cà này là cà pháo nha. Đu đủ chưa, bỏ đu đủ vô chanh giấm vậy đó các bạn, nước chanh á, nước cốt chanh á. Mắm ba hốc nó đủ đủ, bây giờ bỏ đủ đủ vô. Đó, món bát tai gà Thái Lan đó, ăn tại Lào. Ba chục bạc nha, ba chục kiếp nha. Rồi, ok, thank you. À, bò nướng kiểu bít tết nha. À, bít tết nha. Tâm ba đi, hấp dẫn luôn, chiếc bơ lên. Bảy mươi kít. Wow. Như vậy mà hàng giá chừng khâu. Lúc quên rồi luôn. Gồm có là bò nướng nè,
đây là bò khô nè, đây là gỏi đu đủ nè, củ Thái Lan nè, còn đây là gà nè, còn đây là thịt chiên, thịt nướng nha. Rồi mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Rồi mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Ăn thử miếng cà coi, giòn giòn nè. Giòn giòn, thừa thấm, thừa miếng đậu đủ nè. Đu đủ giòn nha, ngon, hơi mặn. Rồi thưởng thức thôi. Bây giờ đầu tiên mình sẽ thử thức món bò nướng xem coi có mềm, có ngon không nha. Mời các bạn. Mềm nha, ngon nha. Bò nướng làm với bánh mì nha. Bây giờ mình sẽ thử miếng gỏi đu đủ. Mặn nha, cay nha. Tiếp theo mình sẽ thử cây cây xiêm que nha. Cái mũi bánh mì đây các bạn, bia Lào, bia nổi tiếng và ngon nhất ở nước Lào. Nói chung là ngon hơn bia Việt Nam, ngon hơn bia Thái, ngon hơn bia Campuchia nha các bạn. Thì ăn thôi. Mời các bạn. Đây là gà nướng các bạn. Con gà nướng này rất là nhỏ nha, cái con này nó khoảng tầm 9 lạng thôi chứ nó không tới 1 ký nữa. Mình mua lần là nửa con. Mình ăn thử nha. Trông giống như gà tre vậy đó. Khá là dai nha, thơm ngon, dai. Bây giờ mình sẽ thử thêm một miếng không? Khô bò không? Khô bò này là người ta chiên, người ta ướp xong người ta chiên, người ta không có nướng nha các bạn. Nha. Mùi vị cũng rất là ngon nha, đậm đà ngon. Thử một miếng bia nào. Các bạn đến du lịch Lào nha, nhớ thưởng thức bia Lào nha. Nếu mà tới Lào mà chưa uống bia Lào coi như là chưa tới Lào nha các bạn. Đặc biệt là đồ nướng, cơm lam và gà nha. Còn cô đây thì đi ra rất là sớm để bán nha, xôi nha. Xôi được gói vô trong những cái túi lá chuối như thế này.
Diyo Viva Santo Sapa Loko Vina Santo Mate Pawan Vantara Yosu Siti Kayu Kopawa Viva Tana Sire Sani Jango Tapa Chai No Tataro Lama Tante Ayu Wano Asuhang Palang. Xôi nha các bạn, bánh ngọt. Nhà sư không ăn thì cho lại ông già nha. Những nhà sư ở đây mà ta nhiều quá không ăn ta lại cho ông già nè. Những món nhà sư không lấy nhà sư sẽ cho lại ha. Cái bàn rất là đẹp nha, 2024. Ở bên đây thì rất là nhiều con đường trên của các thành phố nha, chẳng hạn như là Kuala Lumpur nè, Tokyo, Hồng Kông, Sydney, Seoul nè, Bangkok nè, London nè, Paris nữa các bạn. Diện bên kia đường là khu vực chợ đêm à.
Rồi bây giờ mình sẽ đi ra một vòng chợ sáng nha, tại Lupa Phăng. Đây chợ Chùm Hổm nha các bạn. Khu này lấn chiếm lại đường nè. Măng. Thơm nè, thơm nè. Thơm dừa chuối nè. Thơm giống thần thái nè. Trái to hơn chút. Đây ớt nè. Hành tỏi đây, ớt đây. Xài bó chùm chùm nè, dễ thương nè. Măng cục nè, cá nè, chuột nè, ơi sóc. Con sóc nè. Chuối nè. Cá nè, cá nướng nè. Rồi, được rồi. Lòng lâu.
Me đây, me đây. Dâu đây. Lựa quá to để ở trên nè. À, to đẹp để ở trên. Lựa ra, này chưa lựa. Ồ, quả dâu to đẹp nha. Này, ổi này. Gà. Con gà khá là nhỏ nha. Con vịt thì rất là to luôn. Cái chợ sáng này nó cũng nằm gần chợ đêm. Sắp chợ đêm một đoạn gần rồi. Rất là đông người luôn. Đây có bán vé nha, vé xe nha. Văn viên nè. Chiang Mai nè, Chiang Mai nè, Chiang Mai. Hà Nội nữa. Đây, khoai lang đây, bắp đây. Trứng nè. Ta vậy, chiên lên ha. Chanh nè, hành tỏi nè, ớt nè. Đây nè, đu đủ nè. Nói chung là chợ này buổi sáng rất là nhộn nhịp. À, những cái bông ha, những cái bông. Lá chuối ở trong ha, ở ngoài là bông cúc. Cũng hấp dẫn các bạn. Thăng long, bơm, nè môi mít nha. Bán này các bạn. Xôi đây nhìn hơi nhão ha. À, nước cam. À, rộng là dài nha. Mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn xem thôi. Mình sẽ kiếm cái gì ăn sáng nha. Nước cam nè.